thật đó thì là dạ, để có chung cho nha. Ẩm thực thì chỉ có ăn với ăn thôi. Ăn cái này là Phú Quốc. Phú Quốc nước mắm này, hạt tiêu này. Mà là số chính nhau Phú Quốc rồi. Chỉ có thể nhãn nào. Này nước mắm là 45 độ đạm. 45 độ đạm. Hạt tiêu là tiêu chín, hồng tiêu. Rồi. Dạ. Và cái này là đầu mùa. Bánh trung thu đầu mùa. Ừ. Tức là ẩm thực á, ẩm thực thì chỉ có ăn thôi. Hoặc là uống á. Chứ hoa thì không có. Dạ. Đúng rồi. Nước mắm thì để. Nha. Đúng rồi. Bác phải làm sao với là vài chục năm nữa. Hay quá. Hay quá. Đúng rồi. 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 Ơi, gọi gọi Ngọc đi. Dạ, mẹ con vào đây. Mấy khi cho con. Dạ rồi.